What? Cái đéo gì vậy? Thanh niên đầu dê này chính là nhân vật chính nha các bạn. Còn hai cô gái mà chúng ta sẽ đi chinh phục trong tựa game này đó là Catherine và Catherine. Tên đọc khá giống nhau nha các bạn. Cái đéo gì đấy? Quay đi, setting, ok. Mình sẽ lấy lại cái phần resolution một chút. Chế độ thì mình sẽ để đó là để mặc định như này nhá, đó là vừa full màn hình và vừa cửa sổ luôn. Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. Đây là cái card mình đang dùng nhá, đó là 1050 Ti. Sau đó thì apply. Yes. Exit. Babel. Single pair. Apply record. Let the war. Golden Treasure là gì? Story from beginning. Và chúng ta đi thử cái này trước nhỉ. New game. Chế độ sẽ là hát. It's okay to start in this mode. Oh yeah, chắc chắn rồi. Catherine. Skip character. Golden Playhouse. Skip character. Skip character. Skip. Đây, nhưng mà chính chúng ta đây các bạn. Thanh niên đầu dê mặc quần sịp và sẽ đi loanh quanh trong một thế giới đầy bí ẩn. Chúng ta nhiệm vụ chính của chúng ta đó sẽ là chạy khỏi một thế lực bí ẩn nào đó đang bám đít chúng ta các bạn ạ. Một thế lực đầy quyền năng nào đó. Và trong quá trình đó chúng ta phải liên tục giải đấu để có thể đó chinh phục hai cô gái xinh đẹp Catherine và Catherine. Rồi. Nhiệm vụ chúng ta là sắp xếp những cái thùng và lên càng cao càng tốt. I know it. Ngã. Move the blocks to make a path. You can climb one block at a time, right? Hello? À ok. Chúng ta phải di chuyển những cái hòm các bạn ạ. Press the A button while holding the block. You also on easy difficulty. Use it to Ok, không vấn đề. Mình di chuyển thì vẫn phải trèo mà nhờ. Chết rồi. À, chết rồi. Sao mình ấn tác không được nhỉ? À đây. Ấn chuột mà, tác đâu mà tác. Va vẩn. Cái gì à? Cầm cái gối á? The fuck? Làm gì? Ô, tiền nè. Ngon. Moving blocks around carelessly can make things more difficult. Di chuyển hòm á? First, try pulling a block. À, ra là vậy. Hiểu rồi. À, cái này thì đẩy sang. Cái này kiểu không ổn rồi, làm sao đây? Cái này thì có đẩy nó vào đâu không nhỉ? À đây rồi. Làm sao mà làm khó được anh. Tiếp theo là Cái gì đây? Cái gì mình quên dịch thuật mất rồi.
À, cái này chơi không chung được nhỉ? Hay nào. Đấy. Được rồi. Lên đến đây rồi thì oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit. Đây. Cái gì ở đây? Lại phải tạo hòm như thế nào ở đây? Ê. À. Ở đây có đường lên bên phải này. Được rồi. Đã lên đến đỉnh. Không khó lắm đúng không các bạn? Thực ra đây chỉ là một cái mini game trong cái tựa game Catherine Classic thôi. Giống như những tựa game khác thì trong này nó có rất nhiều những cái hay ho chúng ta khám phá. Ui. Đây, con gì kinh vậy? Chuồn 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 chuồn. Grease, I kept you survive. Chắc chắn rồi, sao mà làm khó được một game thủ phải nói là tầm cỡ chuyên nghiệp như mình đúng không nào? Chúng ta đã có khoảng bao nhiêu đây? Bao nhiêu sàng đây? 11.000 sàng. Chúng ta có Silver Pride. Cái này là giống kiểu bảng xếp hạng trong cái tựa game Bayonetta ấy đúng không nào? À mà nói mình nhớ thì Bayonetta hình như mình vừa giết các bạn phần 1 luôn nhỉ? Nếu được sắp tới mình sẽ cố gắng tìm cái phần 2 cho các bạn nhé. Được rồi, bây giờ thì tiếp tục nào. Push. Push cái gì? Push đấy. Push thế nào? Chứ phải mà. Sao cái này nó in một nẻo, nó giữ một nẻo vậy nhỉ? Ồ. Ngày thứ nhất. Vincent Room. Phòng của chúng ta này các bạn. Cái này thực ra tua được nhá. Mà tua thì nó chán các bạn đúng không nào? Tua hoài, tua hoài. Ta vừa có một giấc mơ rất là vãi chưởng. Nghĩ ngon dai đúng không nào? What the fuck cái gì vậy? Mò cái gì trong đấy đồng chí? Hả? Có gì dầu diếm hay sao mà lại... What? Bạn gái gọi chăng? Catherine, 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 Catherine. Hello? Yeah. I'll be in today's code review meeting. Không phải. Really? Interview. No, I'm just a little under the weather. No, it's okay, I'll be right there. Yeah. Xịt chấm bi, áo lại áo hồng, what the fuck? Cái lọ với đồng chí. Style không ngửi được. Đây, Catherine này các bạn. Chrono Rabbit. So are you getting anything extra for this? For what? Đây là một trong hai cô gái mà chúng ta sẽ phải xác định tình cảm nhé các bạn. Chúng ta sẽ phải phiêu lưu trong các cuộc giải đấu để có thể đó là giải mã tình cảm của chúng ta dành cho hai cô gái. Hiện tại thì mới chỉ có đó là cái gì nhỉ? Well, what the fuck? Cái gì vậy? Như có xác chết khô trong game vậy. Nó nói đến đâu nhỉ? Đó là Catherine nha các bạn. Ok, phát hiện ra một cái xác nào đó. Có vẻ thanh niên đó đã không chiến thắng trong trò chơi xếp hình. À, trò chơi leo hòm giống như mình đúng không nào? Dài lắm nhá. Game này mà có cái Việt hóa này nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều đúng không nào? Có email kìa. From your phone, you can check your text messages and save. Oh, save game được rồi. Resign. I'm having dinner with some old friends. I'm surprising. Most of them are already married, and almost half of them have kids.
They are showing a picture of their family and it makes me feel left out. Maybe it's time to get out comfort zone too. Cô nàng Catherine này đang nói rằng đó là hiện tại thì cô ta đang gặp mặt một vài người bạn cũ ở trong bữa tối nào đó ở đâu đó ấy. Thì một nửa trong số họ gần như đều đã có con cả rồi và gần như tất cả đều đã có gia đình. Đại khái là vậy. Nói chung nó là cái kiểu than đời trách phận của mấy thanh niên ế ấy, như nào. Nhưng đó chính là cô nàng Catherine, cô nàng áo đen vừa rồi á, đúng không? Rất là xinh đẹp. Đại khái là vậy, được chưa nào? Bây giờ thì what now? Hey. How many years you have been together? You got mail. Nữa này. Congratulations, fantastic news. Miss Night Venus này. The fuck? Yes, simply complete day one. Mình đã hoàn thành cái phần 1 rồi. Key your phone. When you spend in time the spaceship, you will revise set preference on your phone. You can arrive. Cái này kiểu giống một thông báo ấy. Kiểu như là Viettel khuyến mãi các bạn. Làm gì đấy? Có vẻ thanh niên này có một chuyên gia tư vấn tâm lý ở trong đầu rồi vậy. Kiểu như mấy người trầm cảm á. Ok. You about to go the next scan without saving. Mình chưa save game à? À đây, diary save rồi các bạn. Yes. Được rồi. Bây giờ chúng ta có thể sang phần 2 rồi. Wow, that's a lot of people here. But it's not really my crowd. Skip. Cái này mấy cái phần những cái game kiểu như này kiểu giống Persona 5 á, là nó có những cái phần cinematic rất là chất lượng nhá. Cũng như là các bạn thường phải xem những cái phần cinematic đó thì các bạn mới biết được cái phần về gameplay của nó như thế nào, đúng không nào? Cốt truyện của nó ra sao. Cho nên các bạn có thời gian thì rảnh thì xem nhá. Còn tại vì mình muốn tua nhanh cái video này cho nên là mình mới skip qua mấy cái cinematic ấy. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu tiếp tục với cả công việc đó là leo thùng. Mỗi đêm chúng ta phải leo một lần các bạn ạ. Prison of the Past. Let's play. First floor. What the fuck is it? Where am I? Last night's dream again? The hell. Đây, lại là giấc mơ kinh dị đó. Chúng ta lại phải leo thùng rồi các bạn ạ. What's going on? Thế được rồi. Công việc của các bạn sẽ là tiếp tục leo thùng và sau đó thì các bạn có thể gặp mặt được Catherine, một nhân vật có thể nói là chính nhất trong cái game Catherine Classic này, chưa nào? Thì bây giờ mình cũng chỉ trải nghiệm gameplay đến đây cho các bạn thôi. Nói chung là nó cũng chỉ được một phần thôi đúng không nào? Thậm chí nó còn chúng ta còn chưa gặp được cả Catherine nữa. Thì chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người. Ôi, đùa nhau à? Ngã submarine rồi. Love is over. Vãi chưởng.